Trình Đại Lôi, trong lúc tìm địa điểm phù hợp luyện tập kiếm pháp tuyệt thế, tình cờ lại hốt được mấy hòm vàng di động, đều là đám con cháu nhà tướng phủ quen được chiều chuộng nên bị ảo tưởng sức mạnh. Trong địa lao, Cao Phi báo ngoặc cái mồm lên, đại đương gia phí sức mới lũ này làm gì, cứ giao cho tôi, đảm bảo vài ngày là xanh cỏ, giữ mạng chúng làm gì chỉ tổ phí lương thực. Trình Đại Lôi quát lớn, ngồi yên chịu phạt đi, gáy ít thôi. Tiết Vấn Đình chán nản, sơn tặc thích nhất là giết người cướp của, chiếm vợ người khác, thôi xong, mình xinh đẹp thế này, sợ là sẽ thành đồ chơi cho đám thô bỉ này mất. Trước đây ở Kinh Châu ta cũng đã từng nghe qua Tiết gia, tài phiệt giàu nứt đổ vách, nhân dân còn hay gọi Tiết gia là hộ gia đình giàu bằng nửa thiên hạ này, nếu vậy thì để cho người nhà cô mang tiền đến chuộc đi, cô có thể rời đi được rồi. Tiết Vấn Đình còn tưởng mình nghe nhầm, lão Trình đính chính, ta giữ mấy con báo kia làm con tin được rồi. Cô thì chả có tác dụng gì cả, hai bên không thù không oán, mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền. Lúc này Lý Uyển Nhi cũng đã tới, mấy ngày nay ngài toàn đi múa kiếm, ta lại đang có rất nhiều việc cần bàn với ngài, kiếm ngài còn khó hơn lên trời ấy nhỉ. Tiết Vấn Đình nhận ra Lý Uyển Nhi, chạy cáp mô cướp công chúa, cô ấy là công chúa Minh Ngọc. Lý Uyển Nhi năm xưa dùng thân phận giả thành nam nhân náo loạn kinh thành, giả thái giám bày đủ thứ trò trong cung. Đó là công chúa Minh Ngọc có vẻ đẹp diễm lệ nhất kinh thành, được Minh Đế yêu thương nhất, vô dĩ phải gả đến Nhung tộc, trở thành vậy hy sinh cho hoàng thất. Vậy mà lại xuất hiện ở trại cáp mô này, hình như còn có mối quan hệ thân thiết với Trình Đại Lôi, có lẽ đối với mình mà nói đây chính là cơ hội sống duy nhất. Minh Ngọc công chúa, ta có một mối làm ăn muốn thương lượng với Trình đương gia, có thể inbox vùng kín một chút không? Ba mặt một lời, Tiết Vấn Đình đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn cầu xin Trình đương gia hãy giam lỏng tôi ở trại cáp mô, nếu như nhà ta có đến thì đừng để bọn họ đưa ta về. Trình Đại Lôi khó hiểu, cô có sở thích làm sơn tặc à, hay là nhìn chúng huynh đệ nào ở đây rồi, cho nên muốn ở đây tiện bề múc luôn. Ai ra cáp mô là không có lòng vòng, chúng tôi ủng hộ tự do yêu đương, ta sẽ làm mối cho cô. Ể không đúng, từ đầu đến cuối cô chỉ gặp mỗi ta, chẳng lẽ cô nhìn thấy cơ thể ta nên muốn chịu trách nhiệm với ta à? Không được, ta có vợ rồi, ứ chịu đâu. Tiết Vấn Đình gượng gạo, ngài thật biết đùa, lần này ta đến Lương Châu du ngoạn, thực ra là muốn chạy trốn hôn nhân chính trị mà gia tộc sắp xếp cho, cứ tưởng đến được đây là có thể chuồn êm, cuối cùng cũng vẫn là bị bắt. Nhưng khi nhìn thấy công chúa Minh Ngọc lại có thể yên bình sống ở đây, có lẽ Trình đương gia có thể thu lưu tôi không? Đương nhiên ngoài mặt vẫn là con tin giam lòng. Như vậy thì tôi sẽ không bị bắt về Kinh Châu gả cho Thôi gia nữa rồi, và lại Trình đương gia và Thôi Tương có thủ oán, cướp con dâu của hắn làm con tin có thể tránh được xô xát một thời gian. Không giấu gì ngài, tên Thôi Lộng Hải đó, không giống người cho lắm. Cách đây không lâu, tôi đã từng nhìn thấy hắn giết người, với bộ dáng giống như một con quỷ tới từ địa ngục, khi đó nếu như tôi bị phát hiện, giờ ngay chắc cũng yên vị trong hòm rồi. Lý Uyển Nhi khi ở Kinh Châu cũng đã từng nghe nói Thôi Lộng Hải này đánh chết một thị nữ dã man. Trình Đại Lôi nghe xong cũng đồng ý, nhưng sẽ có điều kiện kèm theo. Thứ nhất, trại cáp mô sẽ đảm bảo cuộc sống yên bình cho cô. Nhưng chúng tôi không nuôi kẻ vô dụng, Tiết gia phải cung cấp sinh hoạt phí cho trại cáp mô. Thứ hai, ta cần cô làm gián điệp, nếu như bọn chúng lên kế hoạch âm thầm bỏ trốn thì phải báo cho ta biết, người ở Lương Châu đến thương lượng, cũng cần cô phối hợp. Cuối cùng, Trình Đại Lôi lựa chọn thả một tên không cần thiết lắm trở về Lương Châu báo tin. Bẩm báo đại nhân, Trình Đại Lôi vừa nghe thấy tên của ngài liền nói rằng hắn cảm mến ngài đã lâu, đặc biệt kêu tôi về, muốn tôi giải thích rõ ràng với Tống đại nhân, chỉ cần chúng ta phái người đến đón là được. Tống bá canh đâu có bị ngu, nếu như hắn sợ thì tại sao để ngươi về một mình chứ không phải hộ tống tất cả về, đừng có sàm lìn, một đám óc chó toàn ăn rồi báo, cút xuống cho ta. Đám thuộc hạ dưới trướng, ai nấy đều muốn dẫn binh tới đòi người, quan trọng là sự an nguy của Tiết Vấn Đình, nếu như nàng ta xảy ra chuyện, Thôi Tương chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Tống bá canh đau đầu vắt óc, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là cứu được người về đã, bây giờ người đã ở trong tay bọn chúng, càng kéo dài thời gian càng nguy hiểm. Cuối cùng, Lương Châu chỉ có thể phái 10 vạn đại quân đến và chỉ một nhóm gồm 30 người, không sợ chết tiến vào trại cáp mô. Mấy ngày sau tại sông Cẩm Xuyên, Trình Đại Lôi đã dần dần chế ngự được con mãnh hổ khát máu, trong lúc thi triển chiêu thức cũng dần cảm nhận được sự thành thục khi điều khiển kiếm pháp. Kiếm múa mang theo dòng nước chảy, hóa thành sức mạnh của nước, chém thẳng, quét ngang, tỉ mỉ quan sát cảm nhận hướng đi của kiếm, phát hiện ra những chiêu thức bình thường lại có sức sát thương lớn đến không tưởng. Cứ thế bản chất của sức mạnh đã dần ăn sâu vào tiềm thức, chiêu thứ 3 của A Phi khoái kiếm, Lôi Đình Nhất Điểm cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ, đột phá đến cảnh giới tuyệt thế. Trình Đại Lôi cuối cùng đã có thể đứng ngang hàng với những nhân vật đỉnh cao của thế giới này. Kỹ năng tra thông tin trước đây hoàn toàn không thể sử dụng với cơ thể tâm, lần này mình đã đạt đến tuyệt thế, không biết có xem được không, rốt cuộc cô ấy ở cấp bậc nào. Kết quả vẫn là không tra được do chênh lệch sức mạnh quá lớn, sau đó liền cùng Ngưu Nữ cưỡi chân châu đường đen trở về. Đài Thiên Văn Trường An, Minh Đế cùng Thanh Diệp Đại Sư đang cùng xem thiên tượng, bệ hạ, ở trong bầu trời bao la có rất nhiều chùm sao đối xứng với nhau, trở thành một hình tượng long hổ tranh đấu. Trong một tuần, các chòm sao đều bắt đầu từ một hướng mà lộ ra ánh sáng, đó là hướng Tây Bắc. Tây Bắc là nơi Trình Đại Lôi đang ở. Trong chòm sao đột nhiên gặp được chòm Nam Đầu, lại có thêm một ngôi sao sáng rực lên, càng ngày càng sáng, đột nhiên hóa thành một đám lửa trắng, xuất hiện trong chớp mắt. Đó là ngôi sao Thất Sát. Biên giới Lương Châu,
Lâm Thiếu Vũ đã tận dụng thời thế loạn lạc, dân chúng lầm than tập hợp những bách tính gia nhập giáo chính nghĩa, cùng với quân lính còn lại của Lâm Vấn Thiên, cùng hướng tới khu vực mới, U Châu. Sau khi cuộc chiến xảy ra, U Châu hoang vu, xác người chết chồng, nghèo đói liên miên, trở thành vùng đất không có chủ, rất thích hợp để họ khởi động vũ trang. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị kế hoạch đâu vào đấy. Trước lúc chia tay, Trình Krat đã tặng cho ta một món đồ tốt. Trong một tháng ngắn ngủi, ta thấy sức mạnh của bản thân đã tiến bộ vượt bậc. Chỉ với một chiêu đã phá nát tảng đá lớn, giống như được thần tiên trợ giúp, khiến cho ba người kia há mồm kinh ngạc. Vào ngày chia tay đó, thân ảnh sáng rạng rỡ mà mình đã nhìn thấy, ánh mắt như mặt trời, chính là thần tiên đã luôn giúp đỡ đại đương gia. Lúc này, một ngôi sao trên đỉnh đầu đột nhiên sáng rực lên, cướp mất ánh sáng của các ngôi sao khác. Thất Sát Tinh Diệu, Ngộ Đế Vi Quyền, Thiên Thần Giáng Thế, Quang Diệu Trường Dạ. Đám người bên dưới đồng loạt hô to theo lời của quân sư, tiếng hô vang dội cả một vùng. Lâm Thiếu Vũ thần tướng oai phong đứng trên cao. Hôm sau, Lương Châu phái người đến đàm phán, nhưng Trình Đại Lôi cực kỳ ghét phải giả bộ xã giao có lệ với những kẻ quan liêu, nên liền giao cho Tô Anh đi bàn bạc với họ, còn sai quân sư gọi Lưu Bị tới tham gia vào lần thương lượng này. Quân sư sợ rằng với tính khí của Lưu Bị sẽ khiến mọi chuyện sôi hỏng bỏng không, Trình Đại Lôi tự tin: "Yên tâm đi, ta sẽ an bài ổn thỏa cho cậu ta, ta vừa nghĩ ra một kiểu tra tấn tinh thần cực kỳ thú vị." Lúc sau, hai bên khách sáo chào hỏi, khen ngợi lẫn nhau, tên thương lượng lần này cũng không phải là kẻ tồi, ăn nói lưu loát trôi chảy, thấu tình đạt lý, một câu nhả hai câu thắt, còn nghĩ rằng Tô Anh trông bộ dáng nho nhã như vậy, chắc chắn lần đàm phán này sẽ rất thuận lợi mà đạt được kết quả. Tô phu nhân cũng thuận nước tát ao, Tống đại nhân nếu như đã cất công tới đón, dĩ nhiên phải để ông dẫn người về, nhưng không may, Tống công tử đến sơn trại chúng ta làm khách vì ăn kẹo me quá nhiều nên đã gây ra một số chuyện nhỏ, Lưu Bị mang người vào đây. Lưu Bị vừa lướt qua, lão Tống đã cảm thấy không khí u ám đi vài phần. Tống công tử nhà các ông sau khi uống phải rượu pha ke thì đánh bị thương hai huynh đệ gác cửa của chúng tôi, bây giờ họ ngay cả giường còn không xuống được, ông nói xem nên tính thế nào đây? Lão Tống vội hạ giọng: "Các vị dưỡng thương hết bao nhiêu, Lương Châu chịu hết, tuyệt đối không để các huynh đệ chịu ấm ức." Lưu Bị khó chịu: "Trại cáp mô thiếu chút tiền dưỡng thương này của ông liền chết đói hay sao? Từ trước đến nay chỉ có chúng tôi bắt nạt kẻ khác chứ chưa có ai dám bắt nạt bọn ta. Đánh người bị thương liền tưởng vài đồng bạc mà thoát ư? Nào có chuyện tốt thế, bọn ta dùng quy tắc giang hồ, nợ máu phải trả bằng máu. Nếu như bọn họ cứ thế chạy mất thì há mặt mũi của trại cáp mô còn không bằng quả rắm, là nam nhân thì vứt vào hầm mỏ đào mỏ đến chết, nữ nhân thì trói ở bến tàu cho rắn ăn." Tô Anh liền lên tiếng giảng hòa, nói chuyện này có thể từ từ bàn bạc, trước sự uy hiếp từ Lưu Bị. Sứ giả Lương Châu càng gấp muốn đón người về thì Tô Anh càng bình chân như vậy, hai bên cứ giằng co như thế, kéo dài cho đến tối. Tô Anh đóng vai người tốt, để cho sứ giả Lương Châu có hy vọng sẽ đón được người về an toàn. Mà Lưu Bị đóng vai kẻ xấu, đứng ở một bên tỏa ra luồng khí chết chóc, ta không khiến bọn chúng thành thái giám thì ta không thoải mái được, khiến cho sứ giả sợ đến rung phao câu, áp lực càng nặng. Lưu Bị bất cần, phu nhân theo ta cứ một đường cơ bản mà chém đi. Tô Anh dĩ nhiên không đồng ý, kêu hắn mau dẫn khách về phòng nghỉ trước. Lưu Bị tỏ ý không vui, lão tiểu tử nhớ cho kỹ, tối nay đừng có mà ngủ vắt lưỡi, buồn đái cũng đừng có mà ra ngoài, ta không đảm bảo có chuyện gì xảy ra đâu đấy. Đám người lo lắng trở về, Trình Đại Lôi ngay trước mặt đế quốc còn dám giết Dương Long Đình, thì thuộc hạ của hắn cũng không kém, các huynh đệ đứng hai bên, mắt chết chóc nhìn bọn họ lầm bầm. Ở núi phía sau không có người nhỉ, chôn ở chỗ đấy chắc không ai biết đâu ha, chúc thúc mê rồi chặt chân tay ném cho lợn được đấy, lén lút mà làm đừng để phu nhân biết. Cả đám sợ tột lùng, đại nhân bọn chúng đã đang thương lượng xem chôn chúng ta ở đâu rồi, bỏ mẹ rồi. Đoàn đàm phán cứ thế mà mất ngủ cả đêm, chỉ bởi vì tiếng kỳ lạ cứ một lúc lại kêu lên bên ngoài cửa sổ, thậm chí thỉnh thoảng còn có mũi tên bắn vào phòng, kèm với thư uy hiếp. Liên tiếp mấy ngày kẻ đấm người xoa khiến cả bọn thần hồn điên đảo không có kết quả, mà bọn họ cứ thế bị áp lực đày đọa, đoàn người ở Lương Châu đã bị hấp diêm tinh thần đến thừa sống thiếu chết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, nếu thấy hay, có thể cho mình xin một nút like, comment ở mỗi video nhé. Điều này sẽ giúp mình có thêm động lực, ra được nhiều video hơn, mà nếu không biết nói gì thì thả tim vào bình luận nha. Bên mình cũng làm các bộ review khác xuất hiện trên màn hình đó, bấm vào xem trong lúc chờ video mới đi ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.